Dấu hiệu cảnh báo người nhiễm COVID-19 phải đi cấp cứu ngay Các nhà khoa học liên tục công bố những phát hiện mới về Omicron. Cơ quan Y tế Mỹ ghi nhận một triệu chứng cảnh báo khẩn cấp với bệnh nhân nhiễm biến thể mới. Thưa quý vị, đợt dịch Omicron đã bộc lộ một loạt các triệu chứng khác với những dấu hiệu của chủng virus gốc xuất hiện vào đầu năm 2020. Người bệnh nên chú ý để có cách điều trị phù hợp và nhập viện nếu cần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo người nhiễm COVID-19 đề phòng cảm giác lú lẫn, mê sảng. Những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do về tình trạng trên nên được chăm sóc y tế ngay lập tức. Ứng dụng nghiên cứu triệu chứng của Anh cũng xác định lú lẫn, mê sảng là triệu chứng có thể xảy ra ở bệnh nhân COVID-19. Ứng dụng này có dữ liệu của 4 triệu người dùng là một trong những nghiên cứu quy mô lớn nhất thế giới. Hàng triệu người từng nhiễm COVID-19 đã phải trải qua giai đoạn suy sụp tinh thần. Mê sảng là tình trạng rối loạn chức năng tâm thần có hai loại: mê sảng tăng động hoặc giảm hoạt động. Chứng mê sảng tăng động là khi một người đột ngột thay đổi các hành vi, dạng này có thể liên quan đến sự đau khổ, gây hấn và kích động. Trong khi đó, mê sảng giảm hoạt động khó phát hiện hơn, khiến người bệnh phản ứng kém bình thường, thậm chí là buồn ngủ. Triệu chứng trên phổ biến hơn ở những người lớn tuổi bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số những người từ 16 đến 65 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính gần đây, 15% bị mê sảng. Ở những người từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ này là khoảng 20%. Tất nhiên đây không phải là triệu chứng duy nhất mà mọi người cần lưu ý. Điều quan trọng là mọi người phải biết dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Ngoài ra mê sảng cũng là biểu hiện của một số bệnh lý hoặc độc tính của thuốc. Các yếu tố nguy cơ là lạm dụng rượu, tình trạng sức khỏe kém, sốt và nhiễm trùng cấp tính, đặc biệt là ở trẻ em trầm cảm, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng, mất nước. Từ dữ liệu ở Anh, Mỹ, Nam Phi, các chuyên gia trên toàn cầu đã xác định được 8 triệu chứng chính của Omicron. Họ cảnh báo những biểu hiện này rất có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh. Đó là ngứa cổ họng, đau lưng dưới, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, đổ mồ hôi đêm, nhức mỏi cơ thể.